Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, ngày mai ở miền Bắc, trời sẽ đỡ rét hơn so với ngày hôm nay. Tuy nhiên, do khối không khí lạnh đang tăng cường xuống nước ta, nên là từ đêm mai, khu vực phía Đông Bắc Bộ, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái trời lại chuyển rét đậm. Vùng núi rét hại kèm theo mưa rào rải rác. Nhiệt độ thấp nhất ở phía Đông Bắc Bộ phổ biến trong khoảng từ 10 cho tới 13 độ. Khu vực vùng núi phía Bắc sẽ là từ 7 cho tới 10 độ và vùng núi cao có nơi dưới 5 độ. Đối với khu vực Bắc Trung Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh trời tiếp tục rét với nền nhiệt phổ biến trong khoảng từ 15 cho tới 18 độ. Còn các tỉnh từ Quảng Bình trở vào tới Thừa Thiên Huế trời lạnh với nhiệt độ dao động trong khoảng từ 23 cho tới 26 độ. Các tỉnh Nam Trung Bộ ngày mai vẫn duy trì trời nhiều mây, có lúc có nắng với nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 26 cho tới 32 độ. Dự báo là từ gần sáng ngày mùng 1 đến ngày mùng 3 tháng 3, khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông thì có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió rất mạnh. Trái lại, nắng nóng thì vẫn tiếp tục diễn ra ở khu vực Tây Nguyên cùng với Nam Bộ, với nền nhiệt phổ biến trong khoảng từ 29 cho tới 36 độ. Trên biển, dự báo từ chiều tối và đêm mai ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động. Riêng khu vực Đông Bắc từ ngày mùng 2 tháng 3 có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9 biển động mạnh. Từ chiều tối ngày mùng 1 tháng 3, vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau, phía tây khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía tây của quần đảo Trường Sa, gió Đông Bắc mạnh giật lên cấp 6, giật cấp 7, biển động. Dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai cụ thể như thế nào sẽ có trong phần tiếp theo của bản tin. Khu vực đồng bằng ven biển, đêm và sáng có mưa và mưa nhỏ rải rác, trưa và chiều hửng nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, có nơi cấp 4, trời rét, nhiệt độ 16 đến 21 độ, độ ẩm 80-90%. Khu vực Trung Du và vùng núi, đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác, trưa và chiều hửng nắng, gió nhẹ, trời rét, đêm và sáng sớm có nơi rét đậm, nhiệt độ 15 đến 22 độ, độ ẩm 80-90%. Khu vực thành phố Vinh, đêm và sáng có lúc có mưa và mưa nhỏ, trưa và chiều hửng nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ 16 đến 21 độ, độ ẩm 80-90%. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, đêm và sáng có lúc có mưa và mưa nhỏ, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4, trời rét, nhiệt độ 16-19 độ, độ ẩm 85-90%. Thông tin thời tiết các khu vực trong cả nước sẽ kết thúc bản tin hôm nay. Cảm ơn các nhãn hàng TH True Milk, Bắc Á Banh và nước uống thiên nhiên Imizu đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.